cho các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết Honda RSX 150 Rexon 2024 ra mắt tại Malaysia, xuất xưởng chỉ đúng 5.000 chiếc. Honda RSX 150 Rexon 2024 chính là một trong những cái phiên bản đặc biệt mà Honda dành riêng cho những anh em hâm mộ MotoGP và mong muốn chiếc xe con tay của mình mang cho mình những phong cách là bất hủ của đô huyền thoại này. Chưa dừng ở đó, RSX 150 Rexon 2024 nó còn đặc biệt ở chỗ chỉ sản xuất bất cứ số lượng là 5.000 chiếc. RSX 150 Rexon 2024 được là boom siêu Honda ra mắt tại Malaysia với cái gì mà Rexon đậm cái chất thể thao. Pha trộn giữa những cái tông màu thuộc về cái đồ MotoGP Rexon Honda chính là trắng, cam, đỏ, xanh khiến cho không ít người hâm mộ là mê mẩn. Cái dàn chân của cái mẫu xe này tốt ra được cái sức khó cưỡng với một cái bộ mâm cam liền lạc một cách là hoàn hảo với cái phần ốp đầu trên. Cái mâm màu cam cũng là một trong những cái đặc điểm để nhận dạng được cái phiên bản Rexon đình đám trên các dòng xe được yêu thích bậc nhất tại hãng Honda. RSX 150 Rexon 2024 phiên bản có rất nhiều cái điểm khác biệt so với cái chiếc Queen X thế hệ mới nhất thị trường Việt Nam. Dàn áo của nó mang cho mình thiết kế là to bản giống như cái dòng lực Queen X đời đầu từ 2019 đến 2021, chưa tích nạp cái phần xanh trước và bên trong dàn áo, khiến cái kính chắn gió trong suốt và cái phần về sau thì có thêm hệ thống cái cánh gió đồ sộ. Cái chiếc Honda RSX 150 Rexon 2024 mang cho mình hệ thống thắng đĩa cho dàn chân trước và phía sau. Đặc biệt phía trước còn có bổ trợ thêm phanh ABS giúp quá trình hãm phanh diễn ra an toàn hơn. Nó khác với cái chiếc Queen X thị trường Việt Nam. Trên cái chiếc RSX 150 Rexon 2024 sẽ không có xuất hiện hai cái trang bị là chìa khóa smart key và cái cổng sạc USB. Honda RSX 150 Rexon 2024 mang cho mình cái động cơ DOC 149,16cc hộp số con tay 6 cấp. Cái công suất tối đa là 15,8 HP, đạt ở ngưỡng tua máy là 9.000 vòng trên phút. Trong khi mô men xoắn cực đại là 13,6 Nm tại ngưỡng tua máy là 7.000 vòng trên phút. RSX 150 Rexon 2024 hiện đã xuất hiện tại những đại lý chính hãng của Honda thị trường Malaysia, có mức giá niêm yết trên dự khoảng 9.998 AM. Đó ra tiền Việt nó tương đương là 51 triệu đồng. Tuy nhiên, RSX 150 Rexon 2024 chỉ có số lượng vỏn vẹn là 5.000 chiếc nên việc sổ nó đối với người dùng sở tại chắc chắn sẽ không hề dễ. Nó cũng là một trong những cái lý do khiến cho cái ấn bản này nó trở nên đặc biệt và đáng sưu tầm hơn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy chi tiếp nhớ like, share, subscribe.